kệ nó đi, coi như là mình làm phước đi. Ráng đi, mình ráng nuôi nó tới 18 tuổi thôi, rồi mẹ tìm cách đuổi nó ra khỏi nhà hết. Ê, tối nay bà về đó, có chịu xin lỗi tôi chưa? Anh xin lỗi em vì đã đánh em. Em cứ thế thoải mái đi, anh không có xạo rồi đó. Ủa, sao cái chuyện gì hết trơn vậy? Không vui gì hết. Xuống phải gì lại tiếp. Mình sẽ nghe lời ba, thì ba mới thương mình hơn nó. Mình phải học thiệt giỏi để thông minh hơn nó, để sau này người ở cạnh ba đi làm cùng với ba công ty. Mình sẽ lấy hết mọi thứ của mẹ con mụ dì ghẻ đó, rồi quăng mẹ con họ ra ngoài xe rác như cái cách họ quăng cà ní của mình. Và sau đó mình sẽ trả thù người đàn bà xấu xa đã bỏ mình. Cảm ơn anh đã tin tưởng Trang Thuyền. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành dự án này. Hợp tác vui vẻ.